Hai cựu tư lệnh cảnh sát biển nhận hối lộ bị phạt 12 đến 15 năm tù. Bị cáo Lê Văn Minh, cựu tư lệnh cảnh sát biển vùng 4, bị phạt 15 năm tù, Lê Xuân Thanh, cựu tư lệnh cảnh sát biển vùng 3, nhận 12 năm do bảo kê đường dây buôn lậu xăng dầu. Mức án được tòa án quân sự quân khu 7 công bố chiều 15 tháng 6, sau 4 ngày xét xử vụ án liên quan 9 cựu cán bộ biên phòng. Cảnh sát biển nhận tiền hối lộ của đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng. Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh, bị tuyên phạm tội nhận hối lộ, theo Điều 354, Bộ Luật Hình Sự. Tòa cấm hai bị cáo đảm nhiệm công việc, chức vụ trong các cơ quan nhà nước trong 5 năm sau khi chấp hành xong án tù. Ông Minh bị viện kiểm sát cáo buộc vì động cơ vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, đã trực tiếp và thông qua vợ con, nhận 6,9 tỷ đồng của, chùm, buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Lê Hoàng Anh ông Thanh, mặc nhiên để vợ, nhận 1,8 tỷ đồng. Cả hai bị quy kết bảo kê cho hoạt động buôn lậu trong thời gian dài, tần suất nhiều chuyến một tháng. Trong lời nói sau cùng, ông Minh, 57 tuổi, bày tỏ sự ân hận, cho hay 40 năm cống hiến trong quân đội, không ngờ cuối đời lại vướng lao lý. Ông mong được khoan hồng hơn nữa vì mắc nhiều bệnh nặng, không biết còn sống bao lâu là người duy nhất bị truy tố hai tội danh, bị cáo Nguyễn Thế Anh, 49 tuổi, đại tá cựu chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị phạt tù trung thân cho tội nhận hối lộ và 2 năm vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp mức án là trung thân. Nói lời sau cùng trước khi nghe tuyên án, bị cáo Thế Anh khẳng định sẽ kêu oan suốt đời, vì cảm thấy viện kiểm sát luận tội không thuyết phục. Theo cáo buộc, ông Thế Anh được giao nhiều cương vị trọng yếu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và chống buôn lậu nói riêng, nhưng, vì tư lợi, đã đồng ý giúp đỡ. Bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng và nhận hối lộ trên 19 tỷ đồng. Khi nhóm buôn lậu bị bắt, ông Thế Anh còn hướng dẫn, đưa tiền cho đồng phạm đi trốn nhằm, che giấu hành vi nhận hối lộ. Đại tá Phùng Danh Thoại, 57 tuổi, cựu trưởng phòng xăng dầu, cục hậu cần bộ tư lệnh cảnh sát biển, bị phạt 7 năm tù về tội buôn lậu, theo khoản 4. Điều 188, Bộ luật hình sự. Ông Thoại là người duy nhất trong 14 người bị truy tố tội danh này. Ông bị quy kết góp vốn 5 tỷ đồng cùng nhóm buôn lậu và được chia lợi nhuận 22,3 tỷ đồng sau 16 tháng. 10 bị cáo còn lại bị phạt từ 6 tháng 21 ngày đến 16 năm với hai nhóm tội danh nhận hối lộ và không tố giác tội phạm. Trong đó, bà Phan Thị Xuân, vợ bị cáo Thanh là người duy nhất được hưởng án treo, mức 2 năm 6 tháng. Ngoài án tù, 14 bị cáo buộc phải nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và hoạt động đúng đắn của hoạt động phòng chống buôn lậu, ảnh hưởng uy tín danh dự quân đội. Hội đồng xét xử cho rằng mức án tù là cần thiết để gian đe, giáo dục. Trong những ngày xét hỏi và tranh luận, phần lớn các bị cáo thừa nhận hành vi như bị truy tố, xin giảm nhẹ mức án do đã ăn năn hối hận, có ý thức tích cực nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính, chùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu khi được hội đồng xét xử triệu tập trong vai trò người làm chứng đã khai vì thời gian xảy ra khá lâu và trí nhớ ảnh hưởng hậu COVID-19 nên khó nhớ hết được số lần và lượng tiền hay thời gian địa điểm. Song ông Hữu khẳng định 12 người trong vụ án đều đã nhận hối lộ như truy tố. Tôi không vu oan cho ai bao giờ. Ông nói. Ông Hữu được đình chỉ điều tra hành vi đưa hối lộ do chủ động khai báo trước khi bị phát giác bản án xác định, từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 2 năm 2021, tại một số đơn vị thuộc lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển khu vực các tỉnh phía Nam, 9 cán bộ biên phòng, cảnh sát biển đã tạo điều kiện cho đường dây của ông Hữu vận chuyển và tiêu thụ xăng lậu trên biển trong thời gian dài. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, đường dây buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng. Số tiền hối lộ 9 người được xác định khoảng 38 tỷ đồng, đến nay mới thu lại 17,8 tỷ đồng.